It's 503. Một cuộc hành trình vượt qua mọi giới hạn của tuổi tác và sự tồn tại, nơi nữ chính bị lôi kéo vào một thỏa thuận đen tối với chính cơ thể của mình, những thí nghiệm kỳ quái, những chất lỏng màu xanh bí ẩn và một bộ dụng cụ kỳ lạ trao cho cô cơ hội trở thành phiên bản trẻ trung hoàn hảo của mình. Nhưng cái giá phải trả là gì? Khi cơ thể mới của cô bắt đầu tỏa sáng trên sân khấu, nữ chính lại chìm sâu vào nỗi ám ảnh, không chỉ với tuổi già mà với chính con người mà cô từng là. Trong vòng xoáy của ánh hào quang, danh vọng và sự suy đồi của bản thân, nữ chính phải đối mặt với một sự thật đau đớn. Cô đang dần đánh mất bản chất thực sự của mình, không chỉ trên màn ảnh mà còn trong chính cuộc sống của cô. Liệu cô sẽ tiếp tục lao vào bóng tối của những thí nghiệm điên rồ này, hay tìm lại con đường trở về với con người thật của mình? Một cuộc chiến nội tâm khốc liệt bắt đầu, khi cả cơ thể và tâm hồn cô dần tan biến. Trong phòng thí nghiệm, một lòng đỏ trứng được tiêm một chất lỏng màu xanh lá cây bí ẩn. Chỉ trong một giây, một bản sao giống hệt chảy ra từ lòng đỏ đầu tiên. Trong khi đó, trên đại lộ danh vọng Hollywood, người nổi tiếng huyền thoại Elizabeth cũng có được ngôi sao của mình. Trong năm đầu tiên, người hâm mộ tụ tập quanh ngôi sao để thể hiện tình yêu của mình. Nhưng theo thời gian, mọi người không còn chú ý đến nó nữa. Các vết nứt xuất hiện nhưng không ai sửa. Bây giờ đã ở tuổi trung niên, Elizabeth ít có lời mời làm việc hơn và cô trở thành người dẫn chương trình thể dục nhịp điệu. Một ngày nọ, phòng vệ sinh nữ bị hỏng, vì vậy cô sử dụng phòng vệ sinh nam. Khi cô đang ở trong một buồng vệ sinh, chủ tịch của đài truyền hình Harvey bước vào để giải quyết nỗi buồn trong khi vẫn đang nói chuyện điện thoại. Ông liên tục phàn nàn về tuổi tác của Elizabeth và chương trình của ông cần một người mới trẻ trung hơn. Sau khi ông rời đi, Elizabeth đi ra và nhìn chằm chằm vào mình trong gương để đối diện với những gì mình vừa nghe. Vào giờ ăn trưa, Harvey sa thải Elizabeth. Mặc dù ông rất bối rối về việc này nên cố tình rời đi trước. Trên đường về nhà, Elizabeth bị phân tâm khi thấy biển quảng cáo của mình bị gỡ xuống và xe của cô bị một chiếc xe đang lao tới đâm vào, gây ra một vụ tai nạn nghiêm trọng. Sau đó tại bệnh viện, bác sĩ nói cô không có một vết xước nào, vì vậy cô có thể về nhà. Khi bác sĩ để ý đến ngày trên hồ sơ, biết được hôm nay là sinh nhật của cô, nên đã gửi lời chúc mừng sinh nhật vui vẻ, khiến cô bị suy sụp tinh thần. Sau khi bác sĩ rời đi, y tá thông báo anh phải làm thêm một cuộc kiểm tra nữa và bắt đầu kiểm tra cuộc sống của cô. Anh kết luận cô là một ứng cử viên hoàn hảo, sau đó đưa cô chiếc áo khoác để cô có thể ra về. Khi ra ngoài, Elizabeth phát hiện ra y tá để lại một gói nhỏ trong túi áo khoác của mình. Cô mở ra và thấy một chiếc USB và một dòng chữ the sắp tình cùng với một số điện thoại. Đúng lúc đó, cô được Fred tiếp cận, người từng học cùng cô. Anh nói cô vẫn xinh đẹp như ngày nào và cho cô số điện thoại của mình. Ở nhà, Elizabeth xem nội dung trên chiếc USB. Đó là một video quảng cáo thứ gì đó có tên là the sắp tình. Nó cung cấp cho người dùng trải nghiệm sống với một phiên bản trẻ hơn và tốt hơn của chính họ, chuyển đổi giữa cơ thể trẻ và già sau mỗi 7 ngày. Nghĩ rằng đó là một trò lừa đảo, Elizabeth vứt chiếc USB vào thùng rác. Đêm đó, cô đến một quán bar để say một mình. Tuy nhiên, cô nhanh chóng trở về nhà cho chó ăn chè, vì ở độ tuổi của cô không còn khỏe nữa, việc uống rượu không dễ dàng như trước đây. Cảm thấy rất bực bội, cô ném một quả cầu tuyết vào một tấm áp phích đóng khung của chính mình khi còn trẻ. Sau đó, cô lấy lại chiếc USB và gọi đến số điện thoại. Một giọng nói bí ẩn hỏi địa chỉ của cô và đưa cho cô một địa chỉ trước khi cúp máy. Sáng hôm sau, cô rất buồn khi thấy một quảng cáo tuyển diễn viên trên báo nói rằng họ muốn Elizabeth tiếp theo cho chương trình của mình. Sau khi vứt tờ báo đi, Elizabeth kiểm tra thư và thấy một phong bì màu đen chỉ chứa một tấm thiệp có số 503. Sau đó, cô đến địa chỉ mà họ đưa cho cô, nằm trong một con hẻm tối tăm. Cô sử dụng tấm thiệp để mở cửa, cánh cửa chỉ đi lên một nửa và đưa cô đến một hành lang rất tối. Cuối cùng, cô đến một căn phòng có hộp ký gửi. Vì vậy cô mở hộp có số của mình và tìm thấy một hộp các tông. Elizabeth trở về nhà và mở hộp ra, nơi cô tìm thấy một bộ dụng cụ có hướng dẫn sử dụng, có một chất kích hoạt, một chất ổn định, một công tắc và thức ăn đặc biệt. Hướng dẫn giải thích rằng cô chỉ được kích hoạt một lần, ổn định cơ thể mỗi ngày, thay đổi cơ thể 7 ngày một lần mà không có ngoại lệ, và nhớ rằng cô là một người. Sau khi nhìn vào cơ thể mình trong phòng tắm, Elizabeth tự tiêm chất lỏng màu xanh lá cây. Trong vài giây, không có gì xảy ra, cho đến khi đột nhiên Elizabeth cảm thấy đau đớn dữ dội và ngã gục xuống sàn. Cơ thể cô quằn quại một lúc khi đồng tử của cô nhân đôi và những khối u di chuyển xuất hiện trên lưng cô. Đột nhiên, một vết rạch khổng lồ mở ra từ cơ thể cô và một người bước ra từ đó. Kiểm tra trên gương, Elizabeth nhận ra giờ cô đang ở bên trong một cơ thể trẻ hơn rất nhiều. Khi nhìn kỹ hơn, cô có thể thấy đôi đôi cũng chuyển sang màu mắt cũ của mình. Sau khi nôn ra một ít chất lỏng màu xanh lá cây, cơ thể mới khâu vết thương trên cơ thể cũ và tiêm vào đó các gói thực phẩm đặc biệt. Sáng hôm sau, Elizabeth nghe thấy tiếng kêu chói tai và nhận thấy mũi mình đang chảy máu. Điều này nhắc nhở cô phải ổn định mỗi ngày, sử dụng bộ dụng cụ trong hộp. Cô lấy dịch tủy sống từ cơ thể cũ và tiêm vào cơ thể mới, ngay lập tức cầm máu và loại bỏ tiếng ồn. Sau đó, cơ thể mới mua một số bộ quần áo đẹp và đến buổi phỏng vấn của công ty cũ. Cô tự giới thiệu mình là Su. Harvey rất ấn tượng với cô và ngay lập tức đồng ý. Nhưng Su chỉ chấp nhận với một điều kiện, cô có thể làm việc một tuần và nghỉ một tuần, bởi vì cô đang phải chăm sóc người mẹ bị ốm. Vì có được một vẻ đẹp mới hoàn hảo cho chương trình của mình nên Harvey đồng ý. Trong tuần tiếp theo, Su thích trở thành trung tâm của mọi sự chú ý một lần nữa và chẳng mấy chốc có một tấm biển quảng cáo mới với khuôn mặt của cô. Cô đảm bảo ổn định mỗi ngày, mặc dù cô không bao giờ di chuyển cơ thể của Elizabeth khỏi sàn nhà tắm.
Vào cuối tuần, Su sử dụng bộ dụng cụ để kết nối cả hai cơ thể và một cuộc trao đổi máu diễn ra. Su sớm ngất đi và Elizabeth hoạt động trở lại, ngay lập tức cảm thấy đau ở lưng vì vết sẹo. Cô đến nơi làm việc và Harvey đưa cho cô một chiếc hộp đựng đồ đạc của cô, hầu như không nói lời tạm biệt. Tuần của cô với tư cách là Elizabeth vô cùng buồn tẻ và nhàm chán, và cô luôn mong từng ngày trôi qua để trở thành Su một lần nữa. Mỗi ngày, cô đảm bảo ổn định cơ thể và một phong bì đen khác được gửi đến. Khi bộ dụng cụ lần trước chuẩn bị hết, điều đó có nghĩa là một chuyến viếng thăm khác đến con hẻm vắng vẻ. Khi Su trở lại vào tuần sau, cô tìm một bức tường rỗng trong phòng tắm và bắt đầu phá bỏ nó, dự định xây dựng một nơi ẩn náu cho cơ thể kia. Cô dành nhiều giờ làm việc và một người hàng xóm phàn nàn về tiếng ồn. Tuy nhiên, anh ngay lập tức bình tĩnh lại khi nhìn thấy Su. Cô nói với anh Elizabeth đã chuyển ra ngoài và đóng sầm cửa lại trước mặt anh. Khi anh đang cố gắng tán tỉnh cô, khi căn phòng bí mật đã hoàn thiện xong, Su giấu Elizabeth và tấm áp phích lớn của cô ấy bên trong. Bây giờ Su có thể bắt đầu cuộc sống mới thực sự của mình. Cô ấy dẫn chương trình của mình trên TV và mọi người đều ngưỡng mộ cô nhờ cơ thể tuyệt vời, mà cô không ngần ngại khoe khoang những điều tuyệt vời này. Vào ban đêm, cô ấy đi tiệc tùng với những người trẻ khác và thậm chí còn đưa một chàng trai về nhà để làm chuyện hư hỏng. Tuy nhiên, niềm vui của họ bị gián đoạn khi Su bắt đầu nghe thấy tiếng rít và chảy máu mũi. Điều này cho biết thời gian của cô đã hết. Cô chạy vào phòng tắm và mở căn phòng bí mật, nhìn thấy cơ thể của Elizabeth đang quằn quại khi đang cố ăn hết túi thức ăn cuối cùng. Tuyệt vọng muốn quay lại với anh chàng kia, Su phá vỡ các quy tắc. Thay vì thay đổi cơ thể, cô tái chế một ống ổn định và trích xuất thêm chất lỏng từ Elizabeth để tiêm vào cơ thể cô. Ngay khi cô cảm thấy khỏe hơn, cô quay lại với anh chàng của mình và họ có một đêm hư hỏng cùng nhau. Khi khóa kéo quần áo của Su được mở ra, một loạt nội tạng và máu chảy ra khỏi cơ thể cô. Tuy nhiên, đây chỉ là một giấc mơ đánh thức Su vào giữa đêm và cô hoàn thành việc trao đổi cơ thể. Elizabeth thức dậy vào buổi sáng và phát hiện ra đống bồ bộn mà Su để lại trong căn hộ và một tờ giấy nhắn từ người đàn ông nói rằng anh ta sẽ quay lại sau để lấy xe máy của mình. Vào lúc đó, Elizabeth kinh hoàng phát hiện ra cơ thể mình đã thay đổi ở ngón tay do những gì mà Su không tuân thủ theo quy tắc, và bây giờ một phần bàn tay của cô trông rất già. Cô chạy đi rửa sạch nhưng không có gì thay đổi. Sau đó, Elizabeth gọi đến số điện thoại trên chiếc USB, nhưng giọng nói bí ẩn cho biết không có cách nào thay đổi điều này. Khi Elizabeth cố đổ lỗi cho Su về điều đó, giọng nói nhắc nhở cho cô biết Su chính là cô ấy. Sau đó, Elizabeth dọn dẹp căn hộ trong khi xem TV và nhìn thấy Su trên chương trình. Vẻ đẹp của cơ thể trẻ trung khiến cô khó chịu nên cô tắt TV đi. Sau đó, người hàng xóm lại gõ cửa nhà và cố gắng rủ cô đi chơi, nhưng Elizabeth không bao giờ trả lời anh ta. Chiều hôm đó, Elizabeth đi đến con hẻm để lấy hộp thuốc và đột nhiên cô nghe thấy tiếng động ở xung quanh. Hoảng sợ, cô lập tức chạy đi với hộp thuốc. Elizabeth vào một quán ăn và giấu bàn tay già nua của mình trong một chiếc găng tay. Đột nhiên, một ông già nói 7 ngày có vẻ như rất dài, và Elizabeth nhận thấy ông có cùng vết bớt trên cánh tay với y tá đã đưa cho cô chiếc USB. Ông nháy mắt với cô và vô tình làm rơi ví, trong đó có một tấm thẻ có số 207. Điều này xác nhận y tá chính là cơ thể trẻ của người đàn ông này do chất tạo ra. Ông bắt đầu chia sẻ trải nghiệm của mình. Thật cô đơn khi chỉ còn sống như thế này. Và mỗi lần như vậy, cô lại càng khó nhớ cơ thể cũ cũng xứng đáng tồn tại và quan trọng. Khi ông hỏi cô liệu cơ thể trẻ có bắt đầu ăn mòn cô không, Elizabeth sợ hãi bỏ chạy. Khi về đến bên ngoài căn hộ của mình, cô tình cờ gặp anh chàng đến lấy xe máy để lại từ đêm qua. Anh hét vào mặt cô trước khi rời đi. Đó là một lời nhắc nhở khác về cách mọi người nhìn nhận cô trong cơ thể này. Để cảm thấy tốt hơn về bản thân, Elizabeth quyết định gọi cho Fred và đồng ý hẹn hò. Cô mặc bộ đồ đẹp nhất của mình, nhưng khi đến bước trang điểm, cô bắt chước phong cách của Su. Khi ra ngoài, cô nhìn thấy tấm biển quảng cáo có hình Su và điều đó khiến cô cảm thấy tệ về cơ thể mình. Elizabeth lấy một số phụ kiện và trang điểm lại để có phong cách phù hợp với độ tuổi của mình. Tuy nhiên, khi cô cố gắng rời đi lần nữa, hình ảnh tấm biển quảng cáo vẫn ám ảnh cô. Một lần nữa, cô vào phòng tắm và suy sụp khi cô làm hỏng lớp trang điểm và tóc của mình. Cuối cùng, cô không đến buổi hẹn và bỏ qua tất cả các tin nhắn mà Fred gửi cho cô. Tuần sau, khi Su đang ghi hình chương trình của mình, cô phát hoảng khi cảm thấy một khối u xuất hiện ở mông. Tuy nhiên, khi cô kiểm tra lại, không có gì ở đó. Nhóm phát bản ghi âm trên màn hình lớn để kiểm tra xem chuyện gì đã xảy ra, và Su cảm thấy vô cùng lo lắng. Vì vậy, cô mặc áo và chạy vội đến phòng thay đồ. Nhìn thấy cục u một lần nữa, cô bắt đầu đầy di chuyển trong cơ thể mình, cho đến khi nó chạm đến dạ dày. Cô đưa tay vào trong qua rốn để kéo cục u ra, hóa ra đó là một cái ruồi gà. Lần tiếp theo cô thức dậy sau cuộc trao đổi, Su tìm thấy thức ăn thừa mà Elizabeth để lại. Cô ấy đã ăn rất nhiều để đối phó với chứng trầm cảm của mình. Su tức giận gọi đến số điện thoại để phàn nàn, nói rằng cô hầu như không có thời gian để tận hưởng vì công việc, trong khi Elizabeth dành cả ngày để ăn và xem TV. Câu trả lời duy nhất của giọng nói là nhắc nhở cô hãy coi cô ấy và bạn. Khi cô đi làm, Su bị sốc khi phát hiện ra buổi ghi hình cho chương trình của cô đã bị hủy, và cô trở nên rất lo lắng khi được gọi đến văn phòng của Harvey. Tuy nhiên, anh ta có tin tốt, cô đã trở nên rất nổi tiếng, đến mức họ muốn cô dẫn một chương trình đặc biệt vào đêm giao thừa. Rõ ràng là Su chấp nhận và về nhà để lấy thêm chất lỏng từ cuộc sống của Elizabeth, tuyên bố cô không thể bỏ lỡ cơ hội này. Sự nghiệp của cô đang tiến triển tốt, đến nỗi Su tiếp tục làm điều này trong nhiều ngày, khiến lỗ thủng trên lưng Elizabeth chuyển sang màu xanh lá cây và tổn thương nặng. Khi Elizabeth trở lại, cô hét lên khi nhìn thấy cơ thể của mình. Nó rất cũ kỹ và mục nát.
đôi chân của cô hầu như không thể cử động. Elizabeth gọi đến số điện thoại để phàn nàn về Sue một lần nữa và giọng nói đề nghị hủy trải nghiệm. Điều đó có nghĩa là Sue sẽ không quay lại. Nhớ lại sự nghiệp thành công mới của mình, Elizabeth từ chối lời đề nghị và liên tục mắng mình vì đã quên họ là cùng một người. Vào đêm cuối cùng, Elizabeth cố gắng đứng dậy khỏi ghế nhưng chân cô không chịu hợp tác, nên cô ấy phải di chuyển nó bằng tay. Điều này khiến cô rất đau đớn. Cô cầm một cuốn sách công thức nấu ăn và bắt đầu nấu một lượng lớn thức ăn. Trong khi nghe Sue được phỏng vấn trên TV, Sue chế giễu chương trình cũ của Elizabeth và cô tức giận bắt đầu ném đồ ăn vào màn hình. Cô cảm thấy tấm biển quảng cáo cũng đang chế giễu mình, vì vậy cô ném trứng vào cửa sổ và che nó bằng báo. Trước khi thực hiện thay đổi, Elizabeth hét vào chính mình trong gương, cố gắng nhắc nhở Sue kiểm soát bản thân. Khi Sue tỉnh dậy, cô thấy căn hộ trong tình trạng bừa bộn và bắt đầu sỉ nhục Elizabeth, khao khát trả thù. Cô lấy nhiều mũi dịch tủy sống để tránh phải thay đổi lần nữa. 3 tháng sau, Sue vẫn kiểm soát được và có quảng cáo về chương trình đêm giao thừa của cô trên TV. Một đêm nọ, Sue đưa một người đàn ông khác đến căn hộ, nhưng cô yêu cầu anh ta đợi trong khi cô đi vệ sinh. Căn phòng bí mật đầy rác nhưng Sue vẫn tiếp tục hút dịch từ Elizabeth mà không dọn dẹp. Vết tiêm hiện đã bị nhiễm trùng và dịch chảy ra trông tối màu và gần như hoại tử. Bắt đầu cảm thấy chóng mặt, Sue gọi đến số điện thoại và nói không còn dịch ổn định nữa. Vì vậy giọng nói cho biết là do cô đã rút hết dịch ra. Dịch cần thời gian để tái tạo và để làm được điều đó, Sue cần phải đổi cơ thể. Cô phát hoảng và từ chối vì chương trình lớn của cô là vào ngày mai. Tuy nhiên mũi cô ấy bắt đầu chảy máu và cô ngã xuống, vật lộn với cơn đau. Sue không còn cách nào khác ngoài việc bò trở lại phòng tắm và cuối cùng là thay đổi cơ thể. Trong phòng ngủ, người đàn ông nghe thấy tiếng động và đến phòng tắm để xem có chuyện gì. Nhưng Elizabeth đã khóa cửa trước khi anh có thể nhìn thấy cô. Lờ đi câu hỏi của anh ta, cô nhìn vào gương và kinh hoàng khi phát hiện ra một điều ghê tởm. Tức giận, cô hét vào mặt anh ta để đuổi ra ngoài. Sau đó, cô ra khỏi phòng tắm và thật khó để đi lại trong cơ thể này đến nỗi cô cứ bị ngã. Khi đến phòng khách, cô gọi đến số điện thoại và chọn hủy trải nghiệm. Sau đó, cô mang tấm áp phích cũ của mình ra khỏi căn phòng bí mật. Sáng hôm sau, một phong bì màu đen đến nói rằng đơn hàng cuối cùng đã có trong hộp. Elizabeth che cơ thể mình bằng càng nhiều quần áo càng tốt và trên đường ra ngoài, cô hét vào mặt người hàng xóm. Anh ta lập tức trốn vì sợ hãi. Cô chạy đến con hẻm để lấy hộp và mang về nhà để mở ra, nhìn thấy có một ống tiêm duy nhất có chất lỏng màu đen. Đột nhiên, cô nghe thấy một giọng nói bảo cô không còn đường lui nữa, nhưng cô phớt lờ nó và tiêm chất lỏng đen vào cơ thể Sue. Tuy nhiên, cô cũng nhớ ra đêm nay là buổi biểu diễn lớn và dừng lại trước khi tiêm hết thuốc. Sau đó, Elizabeth tiến hành hô hấp nhân tạo cho Sue, khiến mũi cô chảy máu. Coi đó là một dấu hiệu, Elizabeth lấy bộ đồ thay và đưa cho Sue một ít máu của mình, khiến cô tỉnh dậy. Kỳ lạ thay, Elizabeth không bất tỉnh. Những người phụ nữ nhìn nhau sửng sốt, cho đến khi Sue nhìn thấy ống tiêm chấm dứt trải nghiệm trên mặt đất. Cô ngay lập tức hoảng sợ và đuổi theo Elizabeth, đá cô vào tấm áp phích lớn, trước khi đẩy cô vào màn kính vỡ để cố gắng bóp cổ cô. Elizabeth cố gắng lấy một chiếc bình và đập vỡ nó vào đầu Sue trước khi chạy về phía phòng tắm. Sue cố gắng đuổi theo cô và khi Elizabeth khóa cửa, cô liên tục đá vào cửa để mở nó ra. Khi đá tung được cánh cửa, Sue tiến đến đá Elizabeth và buộc cô phải nhìn vào trong gương trước khi cô bắt đầu đập đầu Elizabeth vào đó. Sau nhiều cú đánh, Sue thả ra và Elizabeth bỏ đi, nhưng Sue lại tiếp tục đá cô bay đi bằng một cú đá khác. Lần này, cú đá tiếp tục trong vài phút cho đến khi Elizabeth chết. Người đầy máu nên Sue nhận ra mình vừa làm gì và bật khóc, nhưng điều này không ngăn cô nhớ lại chương trình của mình. Đêm đó, Sue đến đài truyền hình và khi ngồi vào ghế trang điểm, cô bắt đầu ho và nghe thấy tiếng rít. Cô chạy vào phòng tắm để ổn định lại tinh thần và một chiếc răng rơi ra khỏi miệng. Để kiểm tra tình trạng cơ thể, Sue nhổ thêm 2 chiếc răng nữa và chúng cũng dễ dàng rụng ra, khiến cô nôn ra rất nhiều máu. Sau khi rửa mặt, cô gặp Harvey và các cổ đông và mỉm cười với họ bằng cách ngậm miệng. Sau đó, cô vào thang máy và nhấn nút, phát hiện ra móng tay của mình cũng đang bong ra. Vào lúc đó, một bên tai của cô rơi ngay xuống đùi cô, nhưng cô phải tỏ ra bình tĩnh vì một người đàn ông cũng đang bước vào thang máy. Sue dùng tay che lỗ thủng trên đầu cho đến khi gã đàn ông kia đi mất. Sau đó, Sue rời đi qua cửa sau và chạy về căn hộ của mình, nơi cô tìm kiếm chất kích hoạt mà đáng lẽ chỉ được sử dụng một lần. Hy vọng nó có thể tạo ra một cơ thể mới xinh đẹp, cô tiêm chất lỏng màu xanh lá cây vào người và ngã xuống sàn trong đau đớn khi lưng cô bị rách. Và sau khi quá trình hoàn tất, Sue kiểm tra cơ thể mới trên gương và kinh hoàng khi phát hiện ra một sinh vật dị dạng ghê tởm có khuôn mặt của Elizabeth ở phía sau. Sinh vật này là quái vật Elisa Sue, và sau khi nôn chất lỏng màu xanh lá cây ra, cô mặc váy biểu diễn và trang sức. Cô cũng uốn xoăn những lọn tóc còn lại của mình. Vì điều đó không giúp ích được nhiều, cô quyết định phá hủy tấm áp phích cũ để làm mặt nạ để cô dán lên mặt và tô son. Sau đó, cô đến đài truyền hình và rất vui khi thấy mọi người chào đón cô bằng những lời khen ngợi. Nhưng hóa ra đây chỉ là trí tưởng tượng của cô. Vì đèn ở sân khấu chính đã tắt, Elisa Sue đã lên được bên trên mà không bị ai nhìn thấy. Khi chương trình bắt đầu, đèn được bật lên và Elisa Sue cố gắng nói vào mic, nhưng chỉ có tiếng lầm bầm phát ra từ cái miệng biến dạng của cô. Đúng lúc đó, chiếc mặt nạ rơi xuống và cô bắt đầu nôn ra các bộ phận cơ thể, khiến mọi người đều thấy ghê tởm. Sau cú sốc ban đầu, một người phụ nữ hét lên và một người đàn ông gọi cô là quái vật, khiến những khán giả còn lại cũng hoảng sợ. Một nhóm đàn ông vây quanh cô và đẩy cô qua lại, trong khi gọi cô bằng những cái tên như quái vật và quái dị. Elisa Sue ngã xuống sàn trong nước mắt, cố gắng nói chuyện nhưng vô ích.
Khi cô đứng dậy, một người đàn ông đánh cô bằng gậy bóng chày và chặt đầu cô. Tuy nhiên, đầu cô từ từ tái tạo lại và cùng lúc đó cánh tay của cô rơi ra, khiến máu phun ra khắp đám lưng trong vài phút. Toàn bộ căn phòng phủ đầy màu đỏ và mọi người hầu như không thể di chuyển vì họ cứ trượt và ngã vào nhau. Cuối cùng Elisa Su cũng thoát khỏi tòa nhà, nhưng khi cô chạy xuống phố, cô ngã và cơ thể cô nổ tung thành hàng ngàn mảnh đẫm máu. Phần duy nhất còn sống là khuôn mặt của Elizabeth. Nó bỏ ra khỏi đống đổ nát để về tới ngôi sao của mình. Cô vui vẻ đứng trên đó và nhớ lại những ngày xưa cho đến khi cô tan chảy. Sáng hôm sau, một người lau sàn lau sạch máu vì đó chỉ là một trong những vết bẩn khác trên phố.